quay phổ dân sự ngài để ấy từ đời cho đến đời đời. Vì cây gậy gác sẽ không được đặt trên sản nghiệp người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Hỡi dơ ba, xin hãy làm điều lành cho người lành và cho kẻ có lòng ngay thẳng. Còn về những kẻ trở đi theo đường công vẹo, Đức Giê-hô-va sẽ dẫn chúng nó đi ra chung với kẻ làm ác. Nguyện bình an giáng trên Israel. Xin cùng hướng lòng về Chúa, vậy quý tôi để dâng lời cầu nguyện. Kính lại Đức Trời toàn năng là Cha từ ái của chúng con, chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Chúa về những phước hạnh mà con dân của Chúa có được ở trong cuộc sống thường ngày. Trong một tuần lễ vừa qua, chúng con vui mừng và cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được làm con cái của Chúa. Nên khi chúng con đi đâu, chúng con làm gì, chúng con có được sự phù hộ, che chở, gìn giữ, ban phước, dắt dẫn và ban cho chúng con những điều tốt lành, cũng như ban cho mỗi chúng con có được sự bình an trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, chúng con cũng có những cớ cảm tạ ơn Chúa về những điều mà Ngài đã ban chúng con trong cuộc sống thường ngày. Trong khi thế gian, những người chưa biết Chúa, họ đang phải đối mặt với những sự bất an thường ngày trong cuộc sống, với những sự lo lắng về nhiều điều trong cuộc đời, thì chúng con là con dân của Chúa, chúng con cũng bước đi theo Chúa mỗi ngày. Chúng con biết rằng Ngài là đấng lo liệu cho chúng con. Và vì vậy chúng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay, chúng con được Chúa nhắc nhở trong thời giờ chúng con bị riêng ra để chúng con tìm kiếm Chúa. Trong thời giờ này, chúng con biết nhiều con cái của Chúa cũng đang trên đường đến các nơi thờ của Chúa. Xin Chúa Ngài ban sự bình an, giữ gìn, để rồi ai nấy sẽ đến kịp thời giờ và cùng bước vào sự thờ của Chúa chung trong sự vui mừng. Chúng con biết rằng dẫu trong sự nhắc nhở của Chúa, nhưng cũng còn có nhiều con cái của Chúa có những sự ngăn trở đến từ nhiều phương diện, trong đó có những sự đau yếu bệnh tật trong thân thể. Ngài biết những ai còn có những sự đau yếu nào, xin Chúa Ngài ban sự thương xót, đặt bàn tay với Ngài chữa lành mọi bệnh tật cho, để rồi khi trỗi dậy khỏi giường bệnh, các con cái Chúa sẽ có được những thời giờ và tiện cơ hội cho để cùng đến chúc thờ của Chúa. Trong thời giờ này chúng con nhớ đến những con cái Chúa có những sự đau yếu, trong đó có cô Tôn Thị Lan đã nằm trên giường bệnh nhiều ngày tháng qua trong bệnh viện. Chúa Ngài thương xót và thăm viếng cô, đặt bàn tay như là Ngài trên vết thương của cô, để rồi cô có được sự chữa lành hoàn toàn. Chúng con xin Chúa Ngài sẽ ban điều tốt nhất thêm cô trong những ngày tháng cô phải đối diện những sự hoàn nạn thử thách. Xin thêm sức thêm ơn, ban sự chữa lành cũng như ban sự chu cấp về tài chánh để cô có được những sự yên nghỉ trong sự bình an từ tay Chúa, trong những khi có những sự đau yếu bệnh tật trong phần thân thể. Xin Chúa Ngài cũng thêm sức cho Mỹ Hiền trong việc giúp đỡ cho cô trong việc chữa bệnh. Xin Chúa Ngài cũng thăm viếng anh Lương Triệu Vinh, cánh tay của anh dẫu cũng đã lành nhưng vẫn còn đau. Xin Chúa Ngài thương xót và thăm viếng anh để rồi anh cũng sẽ có được sự chữa lành từ nơi Chúa và sẽ có được những cớ để làm chứng về Chúa, về những điều Chúa đã ban cho anh. Chúng con cũng nhớ đến các cụ lớn tuổi trong hội thánh. Đây là những thời giờ mà các cụ đối diện với nhiều sự thử thách về tuổi tác, về sức khỏe, những sự đau yếu cũng thường xuyên đến với các cụ, và cũng có những sự lo lắng về con cháu và nhiều điều khác nữa. Xin Chúa Ngài thương xót, yên ủi, nâng đỡ, thêm sức và ban cho các cụ cứ nắm chặt lấy Chúa, tìm kiếm Chúa, để rồi Chúa sẽ ban sự vững vàng trong đức tin, để rồi các cụ vẫn thấy được niềm vui, thấy được sự bình an, thấy được sự thỏa lòng mà Chúa ban cho, để rồi sẽ bền chặt đức tin mình cho đến khi gặp Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài nhiều lắm. Chúa thăm viếng bà cụ Lê Y, bà cụ Sĩ, bà cụ Có, bà cụ Năm, bà cụ Tám, bà cụ Diệu Hiền, bà cụ Quả, cụ sư Nguyễn Văn Quang. Lạy Chúa, chúng con cũng nhớ đến những con cái Chúa có ngài sinh ở trong từng. Chúa Ngài ban cho cô Quyến Anh, cô Nguyễn Thanh Tâm, cô Đặng Thị Thanh Phượng và một sư chồng Xuân Tú là những tôi con của Chúa có ngài sinh trong từng sẽ có được niềm vui của Chúa ban cho, có được sự khích lệ, yên ủi, nâng đỡ từ nơi Chúa,
và được Chúa ban phước để rồi trong cuộc đời của mình sẽ tiếp tục bước đi trong lời của Chúa và trở thành những ống dẫn nguồn phước của Chúa đến cho những người chưa biết Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lạy Chúa, xin Chúa ngài thăm viếng và thánh Chúa trong thời giờ và ngày cuối buổi sáng hôm nay. Nguyện xin Đức Linh là thần lẽ thật, là đấng đang ở với và ở trong mỗi con dân của Chúa, sẽ dẫn mỗi chúng con đi vào sự thờ phượng Chúa phải lẽ chân thật, không phải vì sự chiếu lệ một thói quen thường làm, nhưng anh ấy đến đây trong sự khao khát tìm kiếm Chúa và bởi đó sẽ trở về trong niềm vui của phước hạnh vì đã tìm và gặp được Chúa khi tìm kiếm Chúa cách hết lòng. Xin Chúa ngài thăm viếng trong thời giờ thờ phượng Chúa của con dân của Chúa tại đây, ban ơn ban phước trên mỗi tiết mục, mọi chương trình đều được dâng lên cho Chúa và đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ngài ở cùng hướng dẫn chương trình buổi sáng hôm nay, ban cho con Quỷ Viêm Thanh Thu được đầy ơn để dẫn dắt và thánh yêu thờ phượng Chúa cách sinh động, vui tươi, đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ngài cũng ở cùng chính mình con trong những thì giờ Chúa đã nhắc nhở dạy dỗ con trong lời của Chúa. Nguyện xin Chúa ngài cho con thấy được những điều con còn có sự thiếu sót, bí quyết Chúa được đẹp lòng ngài để cũng ăn năn, để bởi đó Chúa ngài cũng thương xót và tha thứ, và ngài cũng cho con có được cơ hội nhập viện để được buổi sáng hôm nay con được học hỏi lời Chúa quý bạn cho chúng con. Để rồi khi tất cả mọi chúng con đã nghe biết hiểu rõ lời Chúa làm theo, thì được Chúa ngài ban phước trong sự mình vâng lời. Xin Chúa ngài cũng thăm viếng ban phước trên đầy tới Chúa một sư Nguyễn Quốc Dũng trong buổi sáng hôm nay, không sẽ dự phần hầu vị Chúa tại hội thánh Bắc Tích Tân Phú. Xin Chúa ngài ban cho ông những đường đi mọi sự bình an, ban cho ông trong sứ điệp rao ra cũng bởi ơn quyền năng của Chúa sẽ đem đến cho những người nghe những sự hiểu biết rõ về lời Chúa, và tất cả mọi ai nấy biết được về lời Chúa làm theo thì được Chúa ngài ban phước. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Lạy Chúa, xin Chúa ngài ở cùng và thăm viếng các con dân của Chúa trong thời giờ chúng con tìm kiếm Chúa. Anh ấy sẽ bởi quyền năng của Đức Linh là thần đã thật sẽ hiểu rõ về lời ngài, để rồi tất cả mọi chúng con sẽ trở về trong niềm vui của sự tươi mới, để chúng con sẽ có được sức mới của Chúa cho một tình mới đầy phước hạnh. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Giờ đây con trao dâng thì giờ thờ của Chúa buổi sáng hôm nay trong sự tế trị, trong sự gìn giữ và ban phước của ba ngôi thánh Chúa Trời, chúng con cùng ý thành tâm cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Bài câu á trong ngôn đoạn 3 câu 27, chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, nghĩ là tay con có quyền làm điều ấy. Trong ngôn đoạn 3 câu 27, làm cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Trong ngôn đoạn 3 câu 27, con cảm ơn Chúa. Hãy cảm tạ mà vào các cửa ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang ngài. Cá cảm tạ ngài, chúc tụng danh của ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín ngài còn đến đời đời. Thi Thiên 100 phần 2 câu 1. Và bây giờ xin mời Học Thánh Trầm hòa lòng với cô Ngọc Thúy để dâng lên ba ngôi Đức Chúa Trời sự ngợi khen. Xin mời cô Ngọc Thúy cùng cảm tạ ơn Chúa buổi sáng Chúa Nhật Phước Hạnh. Chúa cho chúng ta được đến nhà của Chúa trong niềm vui và những ơn phước Chúa dành cho mỗi chúng ta. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa như lời Chúa được chép trong sách Thi Thiên 113 câu 1 câu 2 có chép như vậy: Hallelujah, hỡi các cô tớ Đức Giê-hô-va, hãy gọi khen danh Đức Giê-hô-va, hãy tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Cảm tạ ơn Chúa, chúng ta hãy cùng nhau vỗ tay gọi khen ngài, vì chỉ có Chúa là đấng đáng được gọi khen chúc tụng, và mọi vinh quang đều thuộc về Chúa. Mọi nhân dân của nước đã đến và chúc tụng ngài.
trong ngôi đền thánh của Ngài để chúng ta được dâng lên núi lời ca tiếng hát cầu Ngài. Thank you.
Ngài đã làm những sự lạ lùng. Tay hữu và cánh tay thánh của Ngài đã giải cứu Ngài. Và một con cái Chúa là Thanh Bình sẽ lên tôn vinh Chúa. Xin thời điểm này xin mời cháu Thanh Bình. Dâng trao cùng với tâm linh này.
Oh,
làm con cái của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan, sự tôn trọng, sự bình an, sự phước hạnh đều nhờ vào lời của Chúa ở trong quyển Kinh Thánh, ở trong Giô-sê đoạn 1 câu 8 chép rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng người, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Bây giờ chúng ta sẽ học lời Chúa qua phân đoạn Kinh Thánh ở trong Giăng đoạn 4, câu 16 đến câu 24. Giăng đoạn 4, từ câu 16 đến câu 24. Tôi đọc trước một câu, xin mời Hội Thánh đọc câu kế tiếp. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Chúng ta sẽ đọc câu này hai lần. Chúng ta bắt đầu khởi sự. Thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi đạo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm minh khí. Thì sự nghèo khổ của ngươi sẽ đến như kẻ đi đạo, và sự thiếu thốn của ngươi tới như người cầm minh khí. Châm ngôn đoạn 6 của một. Cảm ơn Hội Thánh và xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Nguyện xin thầm lễ thật của Chúa ở cùng Hậu Thánh chúng ta ở trên mục sư Nguyễn Quốc Thịnh cùng toàn thể Hậu Thánh để Ngài hướng dẫn chúng ta thầm lễ thật của Chúa. Xin mời mục sư. Xin trân trọng kính chào tất cả các bạn chị em trong tình yêu của Chúa Giê-xu Christ. Thì giờ này chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh. Đề tài buổi sáng hôm nay tôi cùng quý bạn anh em suy gẫm đó là sự thờ phượng Phật. Sự thờ phượng Phật. Tôi xin đọc lại trong câu gốc tin lành Giăng đoạn 4 câu 23. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái tin lành Giăng đoạn 4, chúng ta sẽ có rất là nhiều sứ điệp qua câu chuyện của Chúa Giê-xu với người đàn bà Samari tại giếng Gia-cốp thành Si-ca. Ở trong đoạn này chúng ta sẽ có rất là nhiều bài học về sự truyền giáo, về nước sự sống, về một cái sự nhìn biết về lẽ thật và nhiều điều khác nữa. Nhưng buổi sáng hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em suy gẫm một cái sứ điệp mà Chúa muốn gửi cho quý ông bà anh chị em trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là sự thờ phượng thật. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi nói đến sự thờ phượng thì trước hết chúng ta cũng cần hiểu biết về sự thờ phượng có nghĩa gì. Trong tiếng Anh, sự thờ phượng dưới hình thức động từ nó có nghĩa là tôn kính hay kính trọng. Những từ đồng nghĩa thì là rất yêu mến, quý trọng, tán tụng, sùng kính, tán dương. Còn ở trong tiếng Hebrew, trong từ Hebrew thì có nghĩa là sự cúi lại, hành động tôn kính, phụ phục, khẩn cầu một cách khiêm nhu, giơ tay ra hướng về nơi thánh hoặc sắp mình xuống, như trong Lê Vi Ký đoạn 9 câu 24 cho biết về đó. Còn trong Tân Ước thì tiếng Hy Lạp được ghép từ hai nghĩa của hai từ đối với và hôn, diễn tả một cách hoàn hảo về một phụ nữ rửa chân Chúa Giê-xu bằng nước mắt rồi hôn chân Ngài. Như vậy khi nói về sự thờ phượng thì đó là một đặc trưng thường thấy ở trong các tôn giáo. Chúng ta thấy sắp mình, chúng ta thấy cung kính, chúng ta thấy một cái sự khiêm nhu và nhiều điều khác nữa để bày tỏ về một cái sự thờ lại một đấng mà mình đang tìm kiếm và cầu mong. Đây là điều mà chúng ta thấy thường ở trong tất cả tôn giáo đều có ý nghĩa của sự thờ phượng. Nếu vậy chúng ta thấy rằng có nhiều tôn giáo khi đặt những cái sự tôn kính của mình cho một cái đấng mà mình thờ lại thì họ lại không được đáp ứng bởi những điều mà đấng đó ban cho, bởi vì họ không thờ đúng một cái đấng chân thật. Và chính vì vậy họ đi sai lạc trong con đường của mình và họ cũng khốn khổ. Vì dù mình có một sự tôn giáo để được sự yên ủi về tâm linh,
nhưng cuối cùng rồi thì mình không có được kết quả hay gì trong mình cả. Vậy thì với con cái của Chúa chúng ta đang thờ và đứng chân thật, chúng ta đang thờ và đứng chân thần, chúng ta biết chắc điều đó vì đấng chúng ta thờ là đấng tạo hóa hiện lên chính chúng ta, và đấng đã yêu thương chúng ta và đã đến với gian này để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Thế nhưng trong sự thờ phượng của nhiều con dân của Chúa, đôi lúc chúng ta đã có những bước sai lầm, đi trong những sự sai lạc mà đôi lúc chúng ta không biết. Vì vậy trong câu chuyện buổi sáng hôm nay, khi Chúa Giêsu đến với người đàn bà Samari, Ngài cũng đang hướng người đàn bà cũng như các môn đồ đây theo Ngài về một sự thờ phượng chân thật, một sự thờ phượng thật là như thế nào. Và bài học này cũng sẽ là bài học cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay, để chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa muốn chúng ta đi trong sự thờ phượng chân thật. Vì vậy chúng ta sẽ thấy được rằng có những sự thờ phượng sai lạc mà chúng ta cần phải tìm hiểu và biết được để chúng ta tránh nó đi, để chúng ta đi vào sự thờ phượng thật theo đúng những điều Chúa muốn, để từ đó chúng ta mới có được kết quả phước hạnh từ nơi Chúa ban cho và cũng được kết quả cho nhà của Chúa. Trên tinh thần đó, buổi sáng hôm nay tôi cùng với ông bạn cho em sẽ suy gẫm đề tài sự thờ phượng thật qua hai điều. Chúng ta sẽ tìm kiếm để biết được những sự thờ phượng sai lạc là gì để chúng ta tránh nó. Và thứ hai, chúng ta sẽ học biết được điều Chúa dạy về sự thờ phượng thật là như thế nào. Đây là điều chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm buổi sáng hôm nay. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu đầu tiên về sự thờ phượng sai lạc. Từ câu 16 cho đến câu số 23, chúng ta thấy được những lời đối đáp mà Chúa Giêsu cùng với người đàn bà Samari tại bên giếng Gia-cốp đã nói chuyện với nhau. Và qua đây chúng ta thấy được rằng Chúa chủ động đến với người đàn bà Samari này vì thấy và biết trước được lòng của người đàn bà Samari này đang có một sự tìm kiếm và muốn sự thờ phượng thật. Nhưng bà đang ở trong tinh thần của một người đang có những sự thờ phượng sai lạc. Vì vậy Chúa đã chủ động đến với bà. Ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng Chúa đến với bà qua những lời nhắc nhở về một sự thờ phượng sai lạc. Trước hết, Chúa đã chỉ cho người đàn bà Sami này thấy được một cái sự thờ phượng sai lạc. Đó là một sự thờ phượng khiếm nhiệm. Chúng ta coi lại coi điều Chúa dạy người đàn bà Samari này và người đàn bà Samari này đã trả lời như thế nào. Ở trong câu số 20, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này, còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Jerusalem. Rồi câu số 19, chúng ta thấy rằng người đàn bà thưa rằng lại Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Khi nói về sự phiến diện thì chúng ta có thể hiểu được đó là một cách nhìn không đầy đủ hay là không chính xác hay là chưa có trọn vẹn về một vấn đề nào đó, về một con người nào đó, về một việc làm nào đó. Và điều này chúng ta có thể thấy được ở trong cách nhìn của người trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta nhìn lẫn nhau cũng nhìn phương diện phiến diện nhiều hơn. Khi chúng ta nghe nói về một người nào đó có một cái bản tánh xấu, có lúc chúng ta lại nhìn người đó là người xấu, nhưng chúng ta chưa biết và chưa hiểu rõ người đó, chúng ta chưa thấy được những cái mặt tốt của người đó, và chúng ta thường có cái nhìn khiếm nhiệm. Hoặc là chúng ta nhìn một cái vấn đề về tôn giáo, về niềm tin, chúng ta thấy rằng nhiều tôn giáo cũng đặt một cái đấng mà chúng ta đấng họ tôn thờ, nhưng họ không biết rõ đấng đó là ai, đấng đó đến từ đâu, đấng đó sẽ làm gì cho mình. Và cái nhìn phiến diện đó là một cái nhìn mà chúng ta thấy rằng rất dễ lắm trong đời sống thuộc linh chúng ta cũng sẽ có cái nhìn đó. Với người đàn bà Samari, bà đã nhìn Chúa Giêsu là đấng tiên tri. Và cái nhìn phiến diện thứ hai đó là bà nhìn về cái cách thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là tại một nơi, một cái địa điểm nhất định nào đó ở tại núi Gai-xim. Và đây là hai điều chúng ta thấy được người đàn bà Samari này đã có nhìn phiến diện. Dầu ở trong đời sống của bà cũng là người đã ở trong sự tìm kiếm Chúa, biết về Chúa, vì bà cũng đã có những thờ phượng về Đức Chúa Trời trước đây. Chúng ta thấy rằng người đàn bà Samari này ở trong một cái nơi mà có thể nói rằng trước đây truyền thống cũng là thuộc tiểu dân Israel.
Bây giờ chúng ta đã có thể hiểu được rằng người đàn bà Samri này đang bị một cái truyền thống cột trói để rồi có một cái nhìn phiến diện. Chúng ta trở lại bối cảnh lịch sử của tiểu dân Israel. Tiểu dân Israel sau đời của vua Salomon đã bị chia đôi đất nước. 12 chi phái thì 10 chi phái đã theo Jeroboam đi đến vương quốc phía bắc để thành lập vương quốc Israel phía bắc. Còn hai chi phái Juda và Benjamin ở lại vương quốc phía nam là vương quốc Juda. Và khi Jeroboam phân chia thì ông đã thiết lập một cái nơi thờ phượng Đức Chúa Trời ở tại Bethel và ở tại Dan. Và nơi đó ông dùng hai con bò vàng để rồi dân sự thờ phượng Đức Chúa Trời qua hình ảnh của hai con bò vàng. Để họ không thể trở về với tiểu dân Juda ở phía nam có thành Jerusalem, nơi đó có đền thờ Jerusalem. Và từ đó cái sự thờ phượng đó đã bắt đầu đi vào chỗ sai lạc. Và tất cả mọi người các thế hệ sau đều hướng về sự thờ phượng Đức Chúa Trời qua hình ảnh của sự thờ thần tượng. Một người đàn bà Samari này cũng ở trong tình trạng đó. Dẫu sau đó thì năm 722 thì Assyri thôn kính vương quốc Israel và đưa những người ở ngoại bang đến. Để rồi sau đó thì Samari trở thành một cái nơi mà gọi là dân tạp, không còn là thường chủng Israel nữa. Và người đàn bà Samari này vẫn giữ một cái hình thức của sự thờ lại đó. Sự thờ lại của bà người đàn bà Samari này đã đi đến cái chỗ là nhìn Chúa trên một phương diện chỉ là một đấng tiên tri, chỉ nhìn Chúa trên một cái chỗ ở chứ không còn là một cái đấng toàn năng, toàn tại, toàn tri. Và điều này đã dẫn bà đến một cái điều gì? Người đàn bà Samari này khi nhìn Chúa cách phiến diện, thờ phượng Chúa cách phiến diện thì bà chỉ còn là một cái tôn giáo, một cái lễ nghi, một cái hình thức. Và đời sống bà thì không có được một cái phước hạnh nào, sự đổi mới nào. Chúng ta có thấy được từ câu số 16 khi bà nói về gia đình của bà nói là bà Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thì rằng tôi không có chồng. Bà giấu đi cái quá khứ tội lỗi của mình, bà che đậy những cái điều xấu xa của mình, bởi vì bà không biết đấng mà bà đang đối diện là một đấng toàn tri. Và chính vì cái sự phiến diện đó, bà không biết Chúa Giêsu là một đấng Messi đã đến và đang đến với bà để giúp đỡ bà. Bà chỉ nhìn Chúa trên một phương diện của đấng tiên tri, có thể biết nhiều dày nhiều nọ nhưng mà không thể biết hết tất cả mọi điều. Bởi vậy bà che đậy những cái điều khi khuyết trong đời sống bà giấu nó đi. Những cái tội lỗi đó bà đem giấu đi. Và bà đang sống nó trong cái tình trạng của một người tội lỗi. Bà đến trong một cái đời sống mà đầy những sự mặc cảm của tội lỗi. Và bà cũng che giấu với tất cả mọi người ở trong cuộc đời. Bà đang đau khổ vì nó. Và đây là điều mà chúng ta có thể thấy được một cái cách nhìn phiến diện của một người thờ phượng Đức Chúa Trời, thờ phượng Chúa. Chúng ta có thể nhìn Chúa trong một phương diện, Chúa chỉ ở một cái nơi nào đó ở trong đền thờ. Chúa chỉ là một cái đấng mà có thể biết được chúng ta ở trong một cái khoảng nào đó trong tấm lòng của chúng ta. Thì đôi lúc chúng ta sẽ có thể cho mình được tự do để mà làm những điều của xác thịt ưa thích trong một cái nơi kín đáo nào đó mà không ai thấy được. Và đây chính là điều chúng ta nhiều khi trong đời sống của chúng ta, nhiều con cái của Chúa cũng đang che đậy những cái điều xấu xa, những điều ở trong lòng, vì nghĩ rằng Chúa sẽ thương, Chúa sẽ bỏ qua, hoặc là Chúa sẽ không để ý đến những điều đó. Và điều đó sẽ làm cho mình ở trong một tâm trạng của một sự bất an, đau khổ ở trong cuộc đời. Có những cái thói quen xấu của nhiều con dân của Chúa ở trong khi đến nhà thờ thì không có, nhưng khi ở nhà chúng ta sẽ thấy có những cái bản tánh xấu được lột trần ra. Và dường như họ vẫn giữ những cái thói quen đó. Và ở trong cái thói quen đó, nhiều người phải đau khổ với nó. Khi đấu trong một cái gia đình có thể là có những cái bản tính của mình làm cho người thân yêu của mình đau khổ, làm cho người thân yêu của mình phải có những sự lo lắng. Khi mình có những cái bản tính thói quen xấu như là rượu chè, cờ bạc, hút sách,
như là những cái thói quen nóng giận, ghen ghét, hơn thua, hận thù. Và đó là những cái điều mà chúng ta thấy người ngoài có thể không thấy. Chúng ta có thể đến nhà thờ với những hình ảnh rất là đẹp đẽ, và chúng ta không thấy được rằng đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nói ra. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã đến với người đàn bà Samari này. Và điều mà Chúa hỏi thẳng vào điều mà bà đang che giấu đó là: hãy kêu chồng người đến đây. Chắc chắn Chúa phải hiểu rõ, cũng biết rõ người đàn bà này đã ở trong tình trạng nào, trong gia đình như thế nào. Và Chúa muốn nói điều đó để bà tự xưng nó ra, để rồi Chúa sẽ giải quyết những điều của bà, những cái nan đề của bà. Thưa quý bà, chị em, lúc trong cái nhìn phiến diện của con dân của Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là trong đời sống chúng ta cũng đã giữ được sự thờ phượng Chúa rất là tốt. Chúng ta đến trong đền thờ thờ phượng Chúa, chúng ta ở nhà chúng ta cũng có những hình thức thờ phượng Chúa bằng cầu nguyện để bái, hoặc là chúng ta có thể tham dự những cái chương trình thờ phượng Chúa. Nhưng mà điều quan trọng đó là sự thờ phượng Chúa, Chúa có thể thấy được ở trong lòng của chúng ta có thật sự là thờ phượng Chúa cách chân thật hay không, qua cái điều chúng ta có nói, những cái điều, những cái nan đề, những cái nỗi lòng, những cái điều còn ở trong góc khuất ở trong đời sống chúng ta cho Chúa hay không. Để rồi từ trong đó khi chúng ta bày tỏ ra thì Chúa sẽ thăm viếng và thay đổi đời sống của chúng ta. Giống như người đàn bà Samari này, bà bước ban đầu khi nhìn Chúa cách phiến diện là một đấng tiên tri, và chỉ nghĩ rằng mình chỉ thờ phượng Chúa ở tại núi Gerizim, tức là một cái nơi địa điểm mà cho truyền thống trước đây ông cha của bà đã dẫn dắt bà trong sự thờ phượng đó, thì giờ đây bà cũng chỉ thờ phượng như vậy mà thôi. Để rồi cuối cùng bà đã có thể che giấu một Đức Chúa Trời mà thờ là Đức Trời toàn năng, toàn tri, toàn tại, ở đâu cũng có Chúa. Trong tất cả những điều gì ở trong lòng chúng ta, Chúa biết, và Chúa là đấng toàn năng có thể giải quyết được tất cả người đó. Đây chính là điều đầu tiên chúng ta thấy được sự phiến diện đã dẫn bà đến một cái sự che giấu những điều tội lỗi. Nếu chúng ta nhìn Chúa trên một phương diện phiến diện, Chúa chỉ ở một nơi nào, Chúa chỉ ở những nơi thánh sạch, thì chúng ta cũng dễ lắm sẽ đi đến những cái nơi dơ bẩn để chúng ta tìm kiếm những cái điều của con người xác thịt chúng ta. Và khi đó chúng ta đã đi đến một sự thay, có một cái nếp sống đạo đức không được đẹp lòng Chúa. Điều phiến diện thứ hai chúng ta có thể thấy được đó là trong cái nhìn của chúng ta có rất dễ lắm chúng ta đi đến sự phán xét con người. Trong cái truyền thống, nhiều khi những người thờ phượng Chúa lâu ngày vài tháng trở thành một cái tổ chức lớn, và trong cái tổ chức lớn đó thì dường như mọi người nghĩ rằng đây là cái tổ chức thờ phượng Chúa đúng đắn, phải lẽ. Còn những cái người thờ phượng Chúa ở những nơi khác, họ không có một sự thờ phượng Chúa đúng, sai lạc. Và ngay cả trong hội thánh tức là Việt Nam chúng ta đã cũng có hình thành những cái tư tưởng, và cũng đã có những lời nói của nhiều người khi nhìn về những sự thờ phượng Chúa của những cái nơi nhóm riêng lẻ, và trong đó có cả của chúng ta ngày hôm nay. Đôi lúc họ nói rằng đây là những cái nơi mà có thể dẫn người ta đi đến cái sự sai lạc về kinh thánh. Chỉ có những cái tổ chức lớn, những cái tổ chức có một cái bề dày lịch sử thì đó mới là một cái sự thờ phượng Chúa chân thật, một sự thờ phượng Chúa thật. Còn những cái điểm nhóm nhỏ lẻ như vậy đó thì rất dễ lắm sẽ bị dẫn dắt sai lạc. Những cái hệ phái, những cái tổ chức của tư gia thì có thể chỉ là những cái có thể làm cho người ta sai lạc. Và đây chính là cách nhìn đón xét của con người, và rất dễ lắm dẫn đến sự đón xét. Còn bây giờ chúng ta nói cái sự nhỏ nhặt hơn, đó là khi chúng ta nhìn lẫn nhau, chúng ta có thể thấy được những cái sự yếu đuối bất toàn cho một người nào đó, thì chúng ta nói rằng người này có thể không có được một cái sự thờ phượng Chúa phải lẽ. Hoặc chúng ta nhìn thấy hoàn cảnh người này đang có những cái sự thất bại, những cái sự đau buồn, hay là có những điều gì khác, chúng ta có thể hiểu sai cái chỗ này, người này Chúa phải. Nhưng không nghĩ rằng tất cả mọi chương trình đều cho một người yêu mến Chúa đều là tốt lành. Nếu chúng ta không hiểu được ý Chúa một cách rõ ràng, lời Chúa cách rõ ràng, thì chúng ta dễ lắm đi đến cái chỗ đánh giá về những người chung quanh chúng ta, những người anh em chúng ta, và chúng ta gán ghép vào những cái điều mà không có trong lời Chúa dạy. Và đây chính là một cái điều hết sức nguy hiểm trong cái sự nhìn Chúa cách phiến diện. Bởi vì chúng ta sẽ phải đối diện với những sự
xét đoán của Chúa và những sự đoán xét của chúng ta. Và chúng ta sẽ rất dễ lắm trong sự phiến diện, chúng ta sẽ chỉ hầu vị Chúa trong cái ý của chúng ta, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta về Chúa. Ở trong Philip đoạn 3 câu 19, chúng ta thấy rằng sự cuối cùng của họ là sự hư mất. Họ lấy bụng mình làm Chúa mình và lấy sự xấu hổ mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Và khi đó có thể mình đang thờ những lễ nghi tôn giáo do con người đặt ra mà không biết rằng mình đang thờ thần tượng. Thần tượng đây là bụng mình, là Chúa mình. Thần tượng đây là những hình thức của tôn giáo, lễ nghi tôn giáo. Ngày hôm nay chúng ta thấy, tôi không dám nói một cách lên án hay đánh giá, nhưng mà chúng ta thấy qua những cái hình thức của các tôn giáo, chúng ta thấy rằng họ đang có những cái sự thờ thần tượng rất rõ ràng trong đời sống họ. Và theo Kinh Thánh dạy, họ đang thờ thần tượng, nhưng họ không biết là họ đang thờ thần tượng, bởi vì cái truyền thống lâu năm nó đã là như vậy rồi. Mới đây trên TV chúng ta thấy rằng có một cái hội nghị của Phật giáo, họ đã yêu cầu hay là họ có một cái đề nghị những cái Phật tử, những nhà nào mà thờ Phật giáo nên bỏ tất cả những cái việc mà đốt vàng mã, vì những cái điều đó là những điều họ gọi là mê tín. Và đây chính là điều mà chúng ta thấy rõ ràng rằng đôi lúc những cái lễ nghi tôn giáo lâu ngày mà không được sự không đúng theo lời của Chúa, không có sự thờ phượng chân thật, sẽ dẫn người ta đi đến chỗ mê tín. Sự mê tín đó có nghĩa là chúng ta tin mà chúng ta không biết được chúng ta đang tin ai, tin điều gì, và điều đó để đem chúng ta điều gì. Đó là một sự mê tín. Vì vậy, sự thờ phượng mà Chúa muốn dạy mỗi chúng ta đó là một sự thờ phượng phải lẽ chân thật. Chớ đừng để có những điều gì đó mà chúng ta không cẩn thận, chúng ta chỉ nhìn lời Chúa trong một phương diện. Chúng ta đọc thượng văn mà chúng ta không học hạ văn. Chúng ta nhìn lời Chúa trong một phương diện Chúa là chỉ ở một nơi nào đó, mà chúng ta không biết rằng Chúa ở khắp mọi nơi và Chúa nhìn thấy tất cả mọi điều. Để rồi chúng ta dễ lắm đi đến chỗ sai lạc trong đời sống đạo đức của chúng ta. Trong đời sống chúng ta che giấu những tội lỗi của chúng ta. Chúng ta sai lạc trong chỗ đánh giá lên án những người anh em chúng ta. Chúng ta thay lạc trong cái hình thức lễ nghi tôn giáo để rồi chúng ta mãi mê trong đó, và đôi lúc chúng ta ở trong một cái sự mê tín mà chúng ta không biết. Đây là những điều mà chúng ta thấy ở trong sự phiến diện của thờ phượng. Chúa Trời mà người đàn bà Samari này đang đối diện, Chúa Giêsu đã đến để thay đổi những điều đó, để chỉ cho bà biết được rằng bà đang có những sự thờ phượng Chúa cách sai lạc. Để rồi bà cần phải quay lại sự thờ phượng Chúa cách chân thật. Có một chuyện kể về tại nước Pháp, có một ngôi nhà thờ, ngôi đền thờ rất là đông người, chú những nào rất là đông, và gần như là mọi người đều tập trung về ngôi nhà thờ đó. Lý do ở đó, nhà vua và những người trong hoàng tộc mỗi chủ nhật đều đến để dự lễ. Và rồi một hôm thì nhà vua, trước đó nhà vua rất là khen ngợi cái hội thánh, cái nhà thờ đó rất là tốt, con những người đi nhóm rất là đông đủ, rất là siêng năng, và điều này là điều rất là được khích lệ. Nhưng rồi một hôm khi vị vua và các hoàng tộc đến thì thấy nhà thờ không có ai hết, trong ngày chủ nhật mà không có một người nào nhóm lại. Vị vua mới hỏi cái người linh mục ở đó, và những lúc này đã cho biết rằng lý do mà hôm nay vắng, bởi vì từng rồi ông đã ngầm thông báo cho tất cả các giáo dân biết rằng vua đã đi công tác và hôm nay vua sẽ không đến để dự lễ với hội thánh, với nhà thờ chúng ta. Và chính vì vậy hôm nay chỉ có vua và các hoàng tộc, hoàn toàn không có cả, bởi vì những người đó họ đến vì có vua đến, vì có hoàng tộc đến, họ đến để được nhìn xem vua, để được có thể được sự khen ngợi bởi vì vua. Nhưng bây giờ vua không đến thì họ cũng không đến. Đây chính là điều chúng ta thấy rõ ràng rằng họ đã nhìn vua như là một cái vị mà họ thờ, chứ không phải họ đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy mà điều mà chúng ta được sự nhắc nhở đầu tiên trong buổi sáng hôm nay
trong sự thờ phượng thật, chúng ta sẽ thấy rất có thể nhiều khi chúng ta không hiểu rõ về lời Chúa. Nhiều khi chúng ta không nắm biết Chúa là đấng toàn tri, toàn tại, toàn năng. Chúng ta có thể khinh lời lời Chúa để rồi chúng ta làm những cái việc sai trật, giấu giếm những cái bản ngã xác thịt tội lỗi trong đời sống chúng ta. Và từ đó chúng ta đã có một cái đời sống che giấu tội lỗi ở trong đời thường. Và điều đó là điều không được đẹp lòng Chúa. Đó là sự thờ phượng Chúa sai lạc. Và chúng ta cũng còn giữ những cái điều của bản ngã thịt, để rồi chúng ta dễ dàng đánh giá những người này chúng ta trong những cái hoàn cảnh họ đang đối diện. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng sự thờ phượng phiến diện có thể làm cho chúng ta có một cái sự mê tín, vì chúng ta tin những điều chúng ta không biết, tin những điều chúng ta không nhận được một cái kết quả gì cả, và sự tin đó dẫn đến những hành động một cách vô nghĩa. Và điều thứ hai chúng ta cùng nhau suy gẫm, đó là sự thờ phượng thật là gì. Chúa đến với người đàn bà Samari này trên một cái mục đích, đó là dẫn dắt bà trở lại trong sự thờ phượng thật. Ở trong câu 24 đến câu 26, lời Chúa dạy chúng ta về sự thờ phượng thật như thế nào. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy. Nếu Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Ở đây Chúa nói rằng sự thờ phượng thật là lấy tâm thần và lẽ thật. Tâm thần là gì? Tâm thần là một trong những phần hết sức quan trọng trong một con người. Tâm thần bao gồm cả tâm linh, là phần sâu thẳm trong lòng của mỗi người. Và từ đó là một sự liên kết chặt chẽ giữa con người với một thế giới vô hình. Tất cả mọi người trong cuộc sống này đều có phần tâm linh, hay là gọi là linh hồn. Và điều đó đã dẫn cho con người đi tìm kiếm những cái sự hướng dẫn cho mình về một cái thế giới vô hình nào đó ở bên ngoài. Và vì vậy có những tôn giáo đã có ở trên thế giới này. Những tôn giáo đó là những cái giáo lý để hướng dẫn người ta, kết nối người ta đến những cái thế giới vô hình. Với người đạo Phật, phần tâm linh của họ hướng đến một cái thế giới của Niết Bàn, hay một thế giới của cõi luân hồi, hay một thế giới giữa người sống và người chết qua việc cúng bái. Với thế giới của người có Chúa, chúng ta biết rằng Chúa là đấng ở trên trời, nhưng Ngài là đấng cũng ở trong lòng chúng ta để kết nối chúng ta lại với Đức Chúa Trời, để giữ cho đời sống tâm linh chúng ta thật sự hướng về Đức Chúa Trời và thật sự là một sự thờ phượng chân thật và đẹp lòng Chúa. Ở trong Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23, lời Chúa nói rằng: nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được khi Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đến. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng một sự liên kết hết sức chặt chẽ giữa cái phần tâm thần, linh hồn và thân thể, để rồi tất cả đều được giữ trọn vẹn như Chúa. Nhưng điều đầu tiên chúng ta cần phải biết, tâm thần của con người không có được sự trọn vẹn. Trong phần tâm linh của con người đã bị hư hỏng bởi tội lỗi. Và chính điều này là điều chúng ta thấy rằng ở trong Kinh Thánh đã chỉ mang rằng khi cái phần tâm linh của con người bị ma quỷ tấn công và phạm tội, thì nó đã hư hỏng để rồi hướng con người đến những cái điều mà không còn được đẹp lòng Chúa. Ông bà Adam và Eva đã ăn trái cấm. Rồi sau đó tiếp tục con người đã bắt đầu có những hành động chống đối lại với Chúa như tháp ba bên. Và dần hồi tội lỗi càng ngày càng gia tăng thì làm con người càng ngày càng xa cách Chúa. Khi tâm thần bị hư hỏng thì con người có một cái cảm ứng lại, đó là càng ngày càng xa với cái đấng mà dựng nên mình, để đi tìm những cái gì thiết thực trong cuộc đời này, để rồi mình lấy cái đó làm một cái sự yên ủi, làm một cái sự yên tâm bảo đảm cho đời sống của mình. Vì vậy tâm thần cần phải được thay đổi. Và thay đổi như thế nào? Khi một người đến với Chúa thì Chúa sẽ thay đổi tâm thần người đó, không còn hướng về những điều của thế gian,
như hướng về những điều thuộc về ở trên trời. Chúng ta có thể coi điều đó trong Roma đoạn 12 câu 2. Roma đoạn 12 câu 2 cho chúng biết rằng: đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Biến hóa, đổi mới những điều mà trong tâm trí trước đây ở trong tội lỗi, ma quỷ dẫn dụ con người đi trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, thì bây giờ Chúa là ánh sáng đã đến và thay đổi tâm trí chúng ta, tâm thần chúng ta, để rồi về phần tâm linh chúng ta đã được hòa thượng lại với Đức Trời, và trong lòng chúng ta có sự chế ngự, có được sự thâm giếm của Đức Linh, để bắt đầu dẫn dắt chúng ta đi đến những sự nhìn biết lẽ thật, nhìn biết những điều chân thật, nhìn những điều tốt đẹp mà Chúa muốn, để rồi từ đó chúng ta cũng có thể không bị sự sai lạc của những thần tượng hư không giả dối của cuộc đời, bởi những sự cám dỗ của ma quỷ. Chúng ta có thể qua đó, chúng ta có thể nhảy được những sự cám dỗ ma quỷ, và chúng ta lỗi trừ nó, chúng ta từ bỏ nó, để rồi chúng ta có một đời sống xứng đáng. Khi chúng ta thờ phượng Chúa cách sai lạc, cách phiến diện, chúng ta sẽ dễ dàng đi đến chỗ tự cho mình có những việc làm theo ý riêng của xác thịt, và có một đời sống đạo đức không đẹp lòng Chúa. Nhưng khi chúng ta có một sự tâm thần thay đổi, được biến hóa, Chúa đã chỉ chúng ta biết được là những điều gì là những điều xấu xa, những điều chúng ta là những điều trong cuộc đời này có những điều sẽ làm chúng ta phạm tội với Chúa, những điều sẽ làm chúng ta mất vào tâm điểm của Chúa. Thì khi đó chính Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta nhìn ra như đó, và chúng ta từ chối nó. Chúng ta thấy những anh hùng đức tin, họ đối diện với những cám dỗ rất nhiều, như Daniel, như Abraham, như Isaac, như Môi-se, và nhiều những người thánh tổ. Chúng ta thấy rằng họ đối diện với những sự tấn công của ma quỷ, với những sự cám dỗ, với những sự bắt hại, nhưng họ có một cái tâm thần của Đức Chúa Trời để nhìn thấy được họ có một tương lai tốt hơn, họ có một quê hương tốt hơn, để rồi họ có thể vượt qua đó và chiến thắng nó, để họ giữ được một đời sống xứng đáng của Đức Chúa Trời. Như vậy, một sự thờ phượng thật trước hết cần được sự biến đổi trong tâm thần, trong tâm trí. Đó là chúng ta tiếp nhận Chúa vào trong đời sống chúng ta, và biến hóa những điều mà chúng ta đang suy nghĩ về đời này, để nhìn ra được những điều tốt đẹp mà Chúa muốn chúng ta cần phải nhìn thấy ở trên trời. Và việc chúng ta có được một sự nối kết lại phần tâm linh chúng ta với Đức Chúa Trời, chúng ta phải được tiếp tục duy trì. Và sự duy trì đó chính là lẽ thật. Ở đây nói rằng tâm thần và lẽ thật, đây là hai điều song hành. Khi tâm thần của chúng ta, tâm linh chúng ta đã được Chúa thăm viếng và đổi mới, chúng ta phải tiếp tục được duy trì điều đó. Nó là một hơi sống, nó là một cái nối sợi dây không thể đứt giữa chúng ta với Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh, qua Chúa Giêsu. Để rồi trong suốt cuộc đời chúng ta theo Chúa, chúng ta luôn được Chúa gìn giữ và kéo đi trong đường lối của Chúa. Dẫu có thể chúng ta muốn xoay hướng khác, chúng ta muốn tẻ tách, thì sợi dây đó vẫn có thể giữ được chúng ta ở trong lời của Chúa, và chúng ta sẽ vượt qua được những cái sự cám dỗ lôi kéo đó của ma quỷ. Vậy thì chúng ta có thể đến thứ hai, đó là sự thờ phượng thật phải đến từ lẽ thật, phải đến từ một tâm linh được đổi mới. Tâm trí chúng ta được đổi mới rồi, nhưng bây giờ chỗ đó phải tiếp tục được làm sạch. Chúng ta thấy mỗi ngày khi một người ở trong Chúa, không có lời Chúa, chúng ta sẽ đối diện với biết bao nhiêu hình ảnh ở trong cuộc đời này, ngay trong gia đình, chứ đừng nói là đi ra ngoài xã hội. Chúng ta lại mở cái TV lên, chúng ta mở cái internet lên, chúng ta mở điện thoại lên, chúng ta thấy biết bao nhiêu điều sẽ làm cho tâm trí chúng ta bị tấn công, làm cho tâm trí chúng ta bị vẩn đục, làm cho tâm trí chúng ta phạm tội với Chúa, và làm cho đời sống chúng ta không còn có được sự ngọt ngào, không còn được sự yêu dịu. Và điều nào có thể giúp cho chúng ta có thể tránh được điều đó? Lẽ thật. Lẽ thật đó là gì? Lẽ thật chính là lời của Chúa. Trong Giăng đoạn 14 câu 6 chúng ta biết rằng: lẽ thật là chính Chúa Giêsu, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta
thì không ai được đến cùng cha. Ở trong gian đoạn 17, câu 17 thì nói rằng xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh, lời cha tức là lẽ thật. Còn gian đoạn 17, câu 19 thì nói rằng con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Đây chính là những điều mà Chúa giúp cho chúng ta biết được rằng sự thờ của Chúa thật, đó là một đời sống được nên thánh. Chúng ta đã được sự đổi mới về tâm trí, về tâm linh. Và bây giờ chúng ta phải tiếp tục được nên thánh. Và để được nên thánh thì chúng ta phải ở trong lẽ thật. Lẽ thật là lời của Chúa Trời. Lẽ thật là chính Chúa ở trong đời sống mỗi chúng ta. Và lẽ thật đó sẽ giúp cho chúng ta được nên thánh. Khi trong cuộc sống thường ngày, chúng tôi đôi lúc cũng đối diện với những sự cám dỗ. Khi mở mạng lên thì chúng ta thấy rằng chắc không ai tránh khỏi có những cái tin tức giật gân, rồi có những cái hình ảnh mà nó bắt mắt, và rất dễ lắm những điều đó sẽ hướng chúng ta đi vào cái chỗ là chúng ta phải tìm hiểu nó. Chúng ta tò mò, đó là cái bản tánh con người. Và thấy cái gì mà càng nửa kính nửa hở thì chúng ta lại càng thích tìm kiếm nó, tìm hiểu nó. Và đây chính là lúc mà chúng ta thấy tâm trí chúng ta bị tấn công hết sức. Và lời Chúa cho chúng ta biết rằng tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội của Chúa. Không có cách nào khác ở trong cuộc đời này mà chúng ta có thể được nên thánh, khi mà ma quỷ lúc nào cũng tìm cách để tấn công chúng ta. Nhưng ở trong lời Chúa, Chúa chỉ chúng ta biết được cách nên thánh, đó là chúng ta phải giấu lời Chúa trong lòng. Giấu lời Chúa trong lòng đó là chúng ta phải có lời Chúa, và chúng ta hiểu lời Chúa, và lời Chúa trở nên những cái gì ở trong lòng chúng ta. Nó không phải là một cái văn tự, nó không phải là một cái lý thuyết, mà nó trở nên máu huyết ở trong đời sống chúng ta, nó trở nên những cái gì đó nó gần gũi chúng ta. Thì trong bất kỳ nơi nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ điều gì đến chúng ta, thì lúc nào Chúa cũng sẽ cho chúng ta nghe, biết, nhớ về những điều Chúa đã dạy dỗ chúng ta, và Chúa cho chúng ta sức mạnh để vượt qua. Còn ngoài ra chúng ta không cách nào để mà vượt qua được. Bây giờ chúng ta đã biết lẽ thật rồi, và chúng ta biết được lẽ thật sẽ buông tha chúng ta rồi. Nhưng điều mà cần thêm nữa đó là chúng ta phải làm theo lời Chúa. Chúng ta rằng hãy nghe lời, làm theo lời, chứ lấy nghe làm đủ mà lừa của mình. Biết bao nhiêu con dân của Chúa đến với Chúa trong một cái buổi lễ và được kêu gọi rất là mạnh mẽ, và lúc đó xúc động, một sự cảm động dâng trào vào người đó, hứa nguyện dâng mình hầu Chúa. Nhưng rồi sau khi ra về thì cái cảm xúc đó nó cũng rớt đi, nó cũng từ từ nó nguôi đi, và cuối cùng rồi thì nhiều người cũng không có giữ được lời hứa nguyện. Biết bao nhiêu con cái Chúa đến đây được nghe lời Chúa và thấy rằng đó là điều cần thiết ở trong đời sống của mình. Nhưng mà khi đối diện với những thực tại trong cuộc sống thì biết bao nhiêu điều mà chúng ta đang phải lo lắng, phải suy nghĩ, phải hướng về, phải tìm kiếm, nó lại không có, nó có đi ngược lại những điều mà Chúa dạy. Và đây là điều mà chúng ta cần phải đối diện để biết rằng quả thật không dễ dàng khi chúng ta làm theo lời của Chúa. Nhưng xin Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta hết lòng tìm kiếm nhờ về Chúa, chúng ta sẽ làm được những điều cho Chúa. Và không những làm mà còn làm cách phi thường. Sứ đồ Phaolô đã thực hiện điều này và ông nói rằng tôi làm được mọi sự là nhờ đấng ban thiên sức cho tôi. Những khi đó chúng ta phải hết lòng nhờ về Chúa. Chúng ta xin Chúa giúp đỡ và thực hiện làm theo, thì chúng ta thấy rằng Chúa sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta sẽ có một đời sống vượt qua và thắng hơn. Vì vậy xin Chúa Ngài cho chúng ta được sự nhắc nhở biết rằng một sự thờ phụng thật là lấy tâm thần, đó là đời sống chúng ta đã đặt đức tin nơi Chúa, và giờ đây chúng ta phải hiến dâng nó cho Chúa để Ngài thay đổi tấm lòng chúng ta, biến đổi tâm trí chúng ta. Và rồi tiếp tục mỗi ngày chúng ta có lời Chúa mỗi ngày, mỗi ngày, để lời Chúa sẽ giúp chúng ta được nên thánh, lời Chúa giúp chúng ta giúp thắng hơn cái sự cám dỗ, để rồi chúng ta có một đời sống thật sự theo như những điều Chúa dạy, để đời sống chúng ta chính là đền thờ nơi Chúa ngự, và đó chính là sự thờ phượng thật. Chúng ta thể coi được điều này ở trong Côn Tô Nhất đoạn 6. Côn Tô Nhất đoạn 6 thì cho chúng ta biết được rằng
chúng ta thờ phượng Chúa ở bất kỳ nơi nào. Và điều quan trọng hơn hết đó là tấm lòng chúng ta là đền thờ nơi Chúa ngự. Câu 19 đến câu số 20 cho chúng ta, anh em hát cũng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Linh đang ngự trong em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Biết chứ anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Trời. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu được sự thờ phượng thật đó là không phải ở những cái địa điểm hay là địa danh của một cái tôn giáo nào đó. Đó là một cái nơi mà Chúa cho phép để cùng ngồi lại, để cùng thờ phượng Chúa. Nhưng sự thờ phượng thật quan trọng nhất đó là đời sống mỗi chúng ta chính là nơi Chúa ngự. Lòng của chúng ta là nơi Chúa ngự. Và nơi Chúa ngự, Chúa muốn thay đổi tâm trí chúng ta, thay đổi tâm linh chúng ta để hướng về Chúa. Để rồi chúng ta sẽ có được một cái sự thanh sạch trong đời sống chúng ta và bày tỏ ra trong đời sống chúng ta. Và việc làm đó chỉ có được khi chúng ta tiếp tục ở trong lẽ thật lời của Chúa. Chúng ta phải có linh dắt dẫn để chúng ta hiểu rõ về Chúa. Chúng ta phải có quyền năng của Chúa để chúng ta thực hiện theo lời của Chúa. Để rồi kết quả đời sống chúng ta chính là một sự thờ phượng của Chúa chân thật. Chúa thăm viếng ở cùng chúng ta về những điều như vậy của chúng ta buổi sáng hôm nay. Có một câu chuyện kể về một vị giáo sư nọ kiến thức rất là uyên bác và thường được các học viên thỉnh giảng. Một hôm sau khi giảng xong đề tài là thực tập nhận lỗi và sống hòa thuận với anh em, ông đã tự lái xe hơi về nhà. Và khi xe vừa ra ngoài công trường thì gặp một chiếc taxi từ sau phóng tới thắng thật gấp và xích chút nữa đụng phải xe của ông. Rõ ràng là vị tài xế đó có lỗi, phóng nhanh giữa đường phố thì đông người, nhưng thay vì nhận lỗi thì anh tài xế này lại lớn tiếng la mắng viên giáo sư: bộ ông bị đuôi hay sao mà lái xe bất cẩn như vậy hả? Và nghe những lời mắng như chửi vậy thì viên sư này đã tức giận đỏ mặt, vì theo luật thì giao thông thì tài xế này đã sai trật hoàn toàn, nhưng mà lại còn mắng chửi ông. Vị giáo sư này đã cãi lại nói rằng chính anh mới là kẻ đuôi khi lái xe bạc mạng vậy. Và cả kẻ tài xế taxi liền xuống xe phát tức: bây giờ ông có giỏi ra đây nói chuyện hả bấy tôi. Mà viên giáo sư này cũng không vừa, ra thì ra chứ sợ gì ai. Khi ông vừa ra khỏi xe thì ông thấy các học viên từ ở trong trường cũng đang đi ra. Và lúc đó ông chợt nhớ lại rằng ông đã vừa mới giảng cái bài học thực tập nhận lỗi và sống hòa thuận với nhau. Thế là hai người tranh cãi ông đua, ông đã đến gần bắt tay anh tài xế taxi và ôn hòa: xin lỗi, đúng là tôi có lỗi, xin lỗi anh. Và ngày đó tài xế đang ở trong tư thế sẵn sàng để đối phó thì ngạc nhiên trước thái độ ôn hòa đó, cũng hạ giọng và nắm tay. Nhưng giáo sư nói: thực ra đây là lỗi của cháu đã lái xe quá nhanh chứ không phải hoàn toàn lỗi của bác đâu. Và thế là cả hai đều bắt tay. Câu chuyện này nói lên gì? Ở lúc chúng ta nghe, chúng ta nói về Chúa rất là mạnh mẽ, rất là tốt, nhưng có những việc rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày chúng ta không làm được. Nhưng khi có lời của Chúa, hình ảnh của các giáo viên, của các học viên, có thể là chúng ta lúc đó chúng ta có thể hiểu được rằng đó là hình ảnh của lời của Chúa. Chúng ta chuẩn bị làm điều gì sai trật thì lời của Chúa sẽ đến với chúng ta. Và lúc đó chính là lúc chúng ta sẽ có được một sự nhắc nhở để rồi chúng ta thay đổi. Xin Chúa thăm viếng là vào buổi sáng hôm nay thì sự thờ phượng thật nhắc cho chúng ta biết rằng có những sự thờ phượng sai lạc của các tôn giáo. Chúng ta thì đang thờ đúng Đức Chúa Trời chân thành. Nhưng trong cách thờ phượng chúng ta đôi lúc sẽ có những sự sai lạc. Vì khi chúng ta nhìn Chúa trong một phương diện phiến diện, chúng ta có thể hiểu Chúa chỉ có ở trong đền thờ, mà Chúa không ở trong xã hội, Chúa ở trong công việc, Chúa ở trong đời sống chúng ta. Chúng ta tự cho là làm những điều xác thực vừa thích. Chúng ta có thể lên án anh em mình, chúng ta đánh giá anh em mình trên một cái phương diện của chúng ta là người đang có Chúa, đang có lời của Chúa. Và chúng ta có thể đi đến cái sự mê tín về những cái lễ nghi hình thức bên ngoài của tôn giáo mà chúng ta không biết rằng chúng ta đang thờ phượng sai lạc. Vì vậy chúng ta hãy trở lại sự thờ phượng thật mà Chúa muốn, đó là tâm thành và lẽ thật, là điều mà Cha cũng được thích. Đó là chúng ta nhờ cái Chúa để được sự biến hóa, đổi mới những tâm trí, những điều còn trong đời sống chúng ta còn sự tối tăm, còn những điều chưa hiểu rõ về Chúa. Chúa cho chúng ta thay đổi điều đó trong sự cái nhìn về lời Chúa, về sự hiểu rõ về ý muốn của Chúa cho đời sống chúng ta. Đó là Chúa muốn chúng ta phải có sự nên thánh,
Và để có điều đó, chúng ta cần phải có lời lẽ thật và lời thật. Có Đức Thánh Linh của Chúa dẫn chúng ta vào sự hiểu biết lời Chúa và áp dụng lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Để mỗi ngày chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ có sự đẹp lòng trọn vẹn mà điều của Chúa muốn của chúng ta cần có. Vì Chúa ở cùng chúng ta trong bài sáng hôm nay. Amen. Thì mời Thánh Đồng chúng ta. Mời chúng ta đến với Chúa cái riêng tư mà xin Chúa thăm chiếu. Để đôi bài học buổi sáng hôm nay sẽ nhắc nhở chính mình tôi, cũng như với bạn chị em, trong mỗi ngày chúng ta đối diện, chúng ta sẽ thấy rằng rất dễ lắm chúng ta chưa có sự thờ phượng Chúa cách đúng đắn. Đời sống chúng ta cũng chưa thật sự nên thánh theo điều kia vậy. Để chúng tiếp tục nhờ về Chúa để được nên thánh, để được hưởng những phước hạnh của bạn cho. Là Chúa, những gì vừa qua Chúa dạy chính mình con về những điều mà trong sự thờ phượng Chúa, đôi lúc chúng con cứ nghĩ rằng chúng con đã có được những lễ nghi, chúng con đã có những hình thức, chúng con có những thì giờ dâng cho Chúa, đó là tốt rồi, là trọn vẹn rồi. Nhưng Chúa muốn chúng con sự thờ phượng thật mà Chúa muốn, đó là tâm thần chúng con cần phải tiếp tục được đổi mới trong Chúa. Chúa đã thay đổi tâm trí chúng con, tâm thần chúng con không còn xu hướng về những điều của thế gian, của tội lỗi. Nhưng những điều đó vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi chúng con, vì vậy chúng con tiếp tục nhờ cậy Chúa để được đổi mới mỗi ngày. Và chỉ có lời của Chúa chúng con được nên thánh, vì lời Chúa là lẽ thật, là sự chân thật. Và chính Đức Thánh Linh là Đấng sẽ giúp cho chúng con hiểu lời Chúa. Vì vậy xin cho chúng con sẽ tiếp tục bước đi thì dắt dẫn Đức Thánh Linh, nhờ cậy người Thánh Linh để mà làm, để thực hiện những điều Chúa dạy cho chúng con, để có một đời sống mỗi ngày giống Chúa, đẹp lòng Chúa, làm sáng cho Chúa. Xin lời Chúa sẽ thăm chính mình con. Con cũng như sự yếu đuối của con mà con nhiều điều chưa được lòng Chúa, xin tha thứ cho con và cảm ơn Chúa. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ tôi xin có được vài lời được gửi đến những bạn cho em về sự cảm ơn của gia đình của vợ tôi Lệ Thanh trong những ngày qua có tăng khó và đã được Hội Thánh đến thăm viếng chia buồn. Nên giờ này chúng tôi cũng có một điều để cảm ơn Hội Thánh. Kính thưa Hội Thánh, trong tuần lễ vừa qua mẹ vợ tôi là bà Đặng Thị Vinh, 81 tuổi, đã qua đời. Bà trước khi qua đời thì cũng đã có sự tìm kiếm Chúa và tôi cũng đã hướng dẫn bà tin nhận Chúa. Nhưng bà ở trong một gia đình của người ngoại theo Phật giáo, vì vậy bà qua đời thì được tổ chức theo nghi thức của Phật giáo. Dẫu vậy thì Hội Thánh Chúa tại đây, sư Nguyễn Quốc Dũng và ban điều hành cũng như các con cái của Chúa cũng đã có đến thăm viếng, chia buồn, có tràng hoa, có phong thư, và những điều đó cũng đã đem đến một sự yên ủi cho vợ tôi và gia đình bên vợ tôi. Vì vậy trong thời gian này tôi xin được thay cho gia đình của vợ tôi Thăng Quyến được gửi lời cảm ơn đến đại cho Chúa Mục sư Nguyễn Dũng, ban điều hành Hội Thánh cũng như tất cả mọi con cái của Chúa đã đến thăm chia ủi chia buồn cùng gia đình của vợ tôi trong những ngày tăng khó. Một lần nữa xin được cảm ơn và xin Chúa ban phước lại cho quý vị.